mình là Mỹ Như. Trong buổi sáng Chủ nhật hôm nay, Mỹ Như đang có mặt tại cơ sở chính trường Đại học Văn Lang để tham gia một hoạt động vô cùng đặc biệt. Ngay từ sáng sớm, Mỹ Như đã rất trái ngợp với không khí nhộn nhịp hôm nay, khác hẳn với những buổi Chủ nhật trước đây, với sự có mặt đông đảo của các bạn học sinh trung học phổ thông. Mọi người hãy cùng theo chân Mỹ Như xem Văn Lang hôm nay có gì nha! Sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đó. Các bạn sẽ có cơ hội được tham gia 25 lớp học chuyên đề, trải nghiệm các ngành nghề tại trường Đại học Văn Lang. Hôm nay thì rất là hân hạnh chào đón tất cả các bạn học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến với Văn Lang và tham gia vào ngày Open Day. Và thầy rất hân hạnh chào đón tất cả các bạn đến với hai hoạt động của khoa môi trường, đó chính là lớp học chuyên đề một ngày làm dũng sĩ tái chế và tại bàn tư vấn của khoa môi trường của chúng ta ngày hôm nay. Thì đối với lớp học chuyên đề một ngày làm dũng sĩ tái chế thì các bạn được trải nghiệm làm thế nào để thể tái chế một cái tờ giấy mà đã qua sử dụng trở thành một tờ giấy rất là mới, hoặc là có thể trải nghiệm đó là tận dụng những cái túi ni lông hiện tại mà các bạn ở nhà đang rất là nhiều trở thành một cái túi tote để các bạn có thể là rất là fashion, để các bạn có thể đi học hoặc là đi chợ. Cái lớp này tôi thấy là cái nguyện vọng của các bạn khá đa dạng. Bạn thì vào là văn có, bạn thì xin vào luật có, bạn thì xin vào PA có, bạn xin vào sân khấu. Và khi nghe tôi trình bày một tiếng đồng hồ thì chính các bạn mới vỡ ra rằng hóa ra học văn nó lợi hại đến như thế nào để có thể ứng dụng được trong rất nhiều lĩnh vực. Và điều này nó thể hiện qua là 10 bạn đã trả lời, hóa ra mỗi bạn một góc nhìn khác nhau, thậm chí có những góc nhìn rất hay là ở cái nhìn dưới góc độ triết học, thì tôi hay là phổ thông mà có thể trả lời dưới góc nhìn triết học về văn chương là tuyệt vời. Và cuối cùng thì có hai bạn sáng ngày mai thi học sinh giỏi văn thành phố đã đến để xin một lời khuyên. Và tôi đã khuyên các bạn trên tinh thần của Văn Lang, các bạn hãy tự tin và nói điều mà mình cảm thấy rằng có ý nghĩa, chứ không cần phải nói theo ai cả, để các bạn sẽ thành công. Em tham gia lớp học văn học ứng dụng và cảm xúc sau khi mà tham gia cái buổi học đó thì em cảm thấy là thầy đã nói rất nhiều câu chuyện mà cảm thấy là nó rất là ứng dụng với cuộc sống. Văn học nó rất là thực tế đó anh. Em cảm thấy là cái tiết học đó rất là thú vị. Em được học hỏi rất nhiều thứ từ qua những câu chuyện của thầy. Học chuyên đề, các bạn học sinh còn được tìm hiểu về các ngành học mình yêu thích tại Văn Lang thông qua các gian tư vấn của khoa viện đào tạo của trường. Các bạn học sinh sẽ được các thầy cô tư vấn hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề học phù hợp, tìm hiểu chương trình học cũng như các hoạt động sinh viên tại Văn Lang đó nha. Đối với các bạn học sinh mà đến trường Đại học Văn Lang ấy thì các bạn sẽ được trải nghiệm về cơ sở vật chất, rồi được tiếp xúc với các thầy cô tại trường Đại học Văn Lang. Có rất nhiều các bạn tư vấn và mỗi một bạn sẽ là một cái ngành, và các bạn có thể hỏi được chuyên sâu hơn về cái ngành mà mình mong muốn vào học tại trường Đại học Văn Lang. Ở trường phổ thông thì thông thường là đi sẽ là một trường thôi, học sinh là của một trường, còn trong cái ngày Open Day thì học sinh sẽ đến từ nhiều trường khác nhau. Và các bạn không những là học sinh của một trường giao lưu như là ở trường phổ thông, mà đây có thể các bạn còn giao lưu với nhau nữa. Trong cái không khí ngày hội tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay á, thì thấy các bạn học sinh rất là háo hức, và các
các bạn luôn luôn là tìm cho mình một cái ngành nghề phù hợp. Và thực ra đó là các bạn đã có sẵn cái sự tìm hiểu về các ngành học của trường đại học Văn Lang rồi, thì chứng tỏ trường đại học của chúng ta là một cái trường đại học là có một cái sự danh tiếng nhất định để mà các bạn có thể là tìm hiểu. Thầy sẽ chúc các bạn có được cái sự lựa chọn đúng đắn và một cái con đường sự nghiệp trong tương lai thành công, và đặc biệt là các bạn sẽ phải hoàn thành tốt cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để mà có được những cái cơ hội xét tuyển cũng như là tham gia vào những cái ngành học của và trường đại học Văn Lang. Thì hôm nay em rất là vui khi mà được tham gia hội Open Day, bởi vì là mấy anh chị sinh viên ở đây rất là sôi nổi, em rất là thích luôn á. Hôm nay em đến trường đại học Văn Lang thì em có ý định tìm hiểu về ngành quan hệ công chúng, thì các anh chị và các giảng viên ở đây rất là nhiệt tình, sôi nổi, hướng dẫn tụi em và tư vấn cho tụi em rất là nhiệt tình, để em cảm thấy được cái năng lượng của sinh viên và giảng viên ở Văn Lang rất là nhiều, nên là em hy vọng là có thể trở thành, em và bạn có thể hy vọng trở thành sinh viên của đại học Văn Lang. Hôm nay em vô mà thấy khá là hứng khởi khi mấy anh chị sinh viên tư vấn nhiệt tình. Có nhiều quyết định trong đây, em đang có dự định là em sẽ tham gia học vào trường ngày hôm sau. Dạ, em đã có quyết định học ngành kiến trúc ở đây. Ngày hôm nay em thấy rất là vui khi mà tham gia ngày hội cùng với các bạn ở tại trường Văn Lang. Thì mấy anh chị sinh viên rất là nhiệt tình và sôi động, khiến em rất là thích và rất là bất ngờ ra đây. Trường thì cũng rất là lớn và rộng, có rất là nhiều cây xanh. Trường khá là rộng, em có bất ngờ với trường. Sau khi mà tham gia các hoạt động ở đây thì ngành truyền thông đa phương tiện là ngành em thích nhất, và em sẽ có ý định là học ngành truyền thông đa phương tiện. Thì hôm nay cô đại diện cho trường Trung học phổ thông Phú Nhuận dẫn các bạn học sinh của khối 12 tham quan về trường đại học Văn Lang cũng như là tham dự cái ngày hội Open Day của trường. Thì qua cái buổi tham quan này thì các bạn biết thêm được những cái thông tin về tuyển sinh của các ngành nghề, của các khoa mà các bạn đã có những cái định hướng mà chưa có được thực tế tại trường. Thì hôm nay các bạn đã có được những cái trải nghiệm rất là bổ ích khi tham quan trực tiếp tại ngôi trường mà các bạn sẽ đăng ký tuyển sinh vào cho năm học 2022-2023. Thì thông thường mà mỗi năm thì học sinh trường Phú Nhuận các bạn đăng ký rất là nhiều cái phương thức xét tuyển vào trường đại học Văn Lang. Thì hầu hết là 100% các bạn đều đậu vào trường đại học Văn Lang hết, và các bạn đã trải qua được những cái năm tháng làm sinh viên tại trường. Thì theo cô nghĩ trường Văn Lang là một cái điểm đến cho các bạn học sinh trường Phú Nhuận, và Văn Lang thì luôn chào đón các bạn Phú Nhuận. Trường đại học Văn Lang chúng tôi có rất nhiều cái phương thức, có rất nhiều cái cách thức để làm trong cái công tác tư vấn và hướng nghiệp cho các em khi chọn đúng ngành nghề. Nào là các phương thức ví dụ như là tuyển sinh, đưa sinh viên Văn Lang đi muôn nơi, rồi các cái open tour, rồi chúng tôi sẽ đi đến tất cả các trường trung học phổ thông để tư vấn hướng nghiệp các em. Rồi chúng tôi mong muốn rất nhiều phương thức, trong đó cái phương thức tuyển sinh ngày hôm nay, truyền bá thông tin ngày hôm nay, đây là cách để đưa sinh học sinh của các trường phổ thông trong thành phố và các tỉnh đến với Văn Lang để trải nghiệm cái học tập, trải nghiệm cái hình ảnh, trải nghiệm cơ sở vật chất cũng như các cái chuyên đề mà các em có định hướng một cách đầy đủ. Xem như đây là một cái ngày trở thành sinh viên của cái ngành mà các em chọn lựa. Tại đây, Mỹ Như xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong ngày hội Open Day tiếp theo.